hồ bơi Phước Tân á, không bơi đi, con rửa mặt con bơi không, con rửa mặt cái con bơi đi. Rửa mặt cái con. Nó con bơi coi. Ngồi xuống. Rửa mặt cái con. Đây con làm coi. Bơi coi, con bơi sao? Con bơi sao con? Hiền. Con bơi à, bơi sao con? Bơi sao? Con bơi sao? Con bơi cho nãy coi coi. Con bơi sao con? Con bơi sao? Con bơi sao con? Chơi đi vô con bị bệnh.
Vậy bơi với mau càng. Có mưa không con? Trời có mưa không? Xe nha con bò. Để con leo lên đâu có được. Chạy lên mô có xe rồi. Chưa tắm nó đi ra hay không?
Ủa? Kêu em leo lên đi con. Nó chạy thích hơn thôi, dọn lại đây nè con, dọn qua đây nè con. Cho em thấy con. Nó giờ nó già ghê không con? Giờ nó thương. Ông mặc đồ vét y như mẫu ổng thì ra y như là ra đồng kêu vậy hả? Thôi đừng có chạy con. Con ai chưa tắm? Con ai chưa tắm con? Đó nó biết hiểu hay không? Nè, xem nó chạy con hai coi. Bye bye con. Ủa đâu con ai nhìn đúng không? Ủa? Chạy xe đó được nữa cái kêu không á. Từ 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 nha ba. Từ từ nó chạy té. Con ngừng nó đi chờ em đi con. Nhìn nó lớn hơn hay không? À để cho em leo lên đi con, để nó đi con. Wow, nè bé nè, cô hai coi nè. Quẹo lại con, quẹo lên con. Quẹo lại con. Xe bò ơi. Bò. Dạ. Ơi, ông nội đi đi hốt sình về để trồng trồng sen. Cho mẹ nó mà ông nội nó dơ quá trời ớt dơ, nó đi nó tắm cho ông nội nè. Tắm cho ông nội đi con. Còn nè. Ông nội đi hút sình nè. Ông nội đi hút sình về còn cho trồng sen cho mẹ nó nè. Ông nội nó dơ ra tắm cho ông nội. Sình dơ luôn trời. Ông nội dơ quá hả con? Ờ, không cho ông nội vô trong tắm trong nhà tắm hả, dơ quá. Trong nhà trên đây nhìn lớn ghê luôn trời. Đâu vậy trong nội nè, được gì nè đó. Họ đi đi hút sình á. Ăn hút sình về ông nội trồng sen cho mẹ nó. Mà ông nội dơ mấy tắm nội ngoài sân á. Tắm nội đi con. Con phải đưa cho nó nha. Dậy. Dậy mới đúng. Con nắm ở dưới đây nè. Đây. Đó. Đưa dậy. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con nha. Được con. Con quá. Cảm ơn mẹ cái giờ. Con mẹ ơi, tắm cho mẹ đi con. Tắm cho tắm bò đi. Tắm bò đi. Mẹ đi hốt sình nặng gì trồng sen cho mẹ đó. Tự nó kỳ cho nội đó ca. Rửa cản cho em đi, rửa cản cho con em. À, con rửa cản cho con đi, cản cho mày. Được chưa? Thầy vô quá nắng. Vô nắng còn rồi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình.
anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.